tay đua Dani Pedrosa của đội Honda đã lập một kỷ lục mới về thời gian trong một vòng đua thử chuẩn bị cho cúp ASEAN MotoGP diễn ra vào ngày 27 tháng 6 tới đây tại Hà Lan. Tuy nhiên, người đồng đội của anh và cũng là cựu vô địch thế giới tay đua Marc Marquez người Tây Ban Nha lại không gặp may mắn khi anh bị trượt tay lái ra khỏi làn đua. Marquez đã thắng được một trận trong mùa giải hiện tại, trong khi Pedrosa vẫn đang tìm kiếm chiếc cúp đầu tiên của mình. Vừa qua, hạt giống số 1 thế giới Novak Djokovic đã làm tan chảy các trái tim của fan hâm mộ và làm đám đông cực kỳ phấn khích với màn vẫy và tung áo cho các fan hâm mộ nữ ngay trong trận đấu. Đáp lại nhiệt tình của các fan hâm mộ, Djokovic cũng khuyến khích đối thủ của mình là hạt giống Richard Gawes làm điều tương tự. Djokovic đang có một phong độ rất tốt cho giải Wimbledon vào tuần tới và dường như đã vượt qua hoàn toàn thất bại ở giải Pháp mở rộng trước đó. Sau chiến thắng Uruguay 1-0 vừa qua, các cổ động viên bóng đá Chile đã tràn xuống đường phố ở Plaza Baccarano, còn được gọi là Plaza Italia, để ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Niềm hân hoan hiện lên trên khuôn mặt của mỗi người hâm mộ khi lần đầu tiên đội bóng Chile được vào vòng bán kết kể từ khi giải Copa America được thành lập từ năm 1916. Tiền đạo Paulo Guerrero của Peru vừa có một trận đấu đáng nhớ khi anh ghi cả 3 bàn thắng giúp Peru đánh bại Bolivia 3-1 để ghi tên mình vào bán kết Copa America. Đội tuyển Peru đã được dự đoán là sẽ dễ dàng khuất phục đối thủ Bolivia trong trận đấu hôm qua 25 tháng 6. Quả thực, sự vượt trội của Peru đã được cụ thể hóa bằng hai bàn thắng tuyệt đẹp của Guerrero trong hiệp 1. Chỉ trong vỏn vẹn có 4 phút từ phút 19 đến phút thứ 23, chân sút 31 tuổi này đã liên tiếp chọc thủng lưới thủ thành Romel Quinonet. Để thua hai bàn chống vánh, Bolivia buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, chính vì Bolivia quá nồng nóng, Guerrero mới có cơ hội hoàn tất cú hat-trick ở phút thứ 74. Dù đã để đối phương tạo cách biệt quá lớn, nhưng các cầu thủ Bolivia vẫn không chấp nhận bỏ cuộc. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội bóng này cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn đỡ danh dự trên chấm 11m của tiền đạo Marcelo Moreno ở phút 84. Về phần mình, Peru đã cho thấy họ hoàn toàn xứng đáng có mặt ở bán kết. Ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất, Peru sẽ chạm trán đội chủ nhà Chile vào ngày 30 tháng 6.